đồ đồng mỹ nghệ Hà Cường kế thừa và phát huy những tinh hoa của đúc đồng Ý Yên truyền thống. Bao năm qua, sản phẩm đồng mỹ nghệ của đúc đồng Hà Cường đã có mặt ở khắp mọi miền của Tổ quốc. Từ không gian gia đình, cơ quan tổ chức đến không gian tâm linh như đình, phủ, chùa, điện, khu tưởng niệm mang tầm cỡ quốc gia. Các sản phẩm của đúc đồng Hà Cường luôn được tỉ mỉ trong từng công đoạn và trau chuốt trong việc hoàn thiện sản phẩm. Ở khâu tạo hình, chúng tôi có những người nghệ nhân tạo mẫu, chỉnh sửa từng đường nét, ngôn ngữ điêu khắc trên từng thành phẩm. Ở công đoạn làm khuôn cũng được chỉnh sửa, lau nhẵn, quét sơn chịu nhiệt, ghép khuôn. Công đoạn nấu đồng tùy theo từng thành phẩm mà các nghệ nhân chúng tôi pha trộn theo yêu cầu, sau đó nấu và rót hợp kim vào khuôn. Sau khi nguội, dỡ khuôn lấy sản phẩm ra, mài, rũa, đục, tách, rũa theo mẫu, phải đồng sắc, đồng khí mới đạt yêu cầu kỹ thuật, nghệ thuật. Nghề khảm đồng cũng là một công đoạn thể hiện được những nét đặc sắc của đúc đồng Hà Cường. Bản chất của công đoạn này là đưa vào bề mặt của sản phẩm những kim loại quý khác như vàng, bạc để tạo ra giá trị và tính nghệ thuật cao. Trước tiên, các nghệ nhân phải đục trên bề mặt sản phẩm, tạo thành hình ảnh âm bản cho các họa tiết, thiết kế vừa khớp với những khối âm đã tạo ra từ các kim loại khác. Tiếp theo là dát lại và đánh bóng bề mặt. Khi đưa thêm một kim loại khác lên sản phẩm đồng gọi là khảm nhị khí, hai kim loại khác gọi là tam khí. Đây cũng là một công đoạn được coi là công thức gia truyền của đúc đồng Hà Cường chúng tôi. Theo thời gian, phần gia công ngày nay luôn được chúng tôi ưu tiên mạ vàng 24K, dát vàng 4 số 9 trên mọi chất liệu, mạ vàng công nghệ cao cấp, vừa mang tính truyền thống, vừa có nét hiện đại. Nhờ đó mà tạo được các màu sắc khác nhau, thích hợp cho từng sản phẩm. Kể cả các sản phẩm già cổ, có màu sắc hoen dỉ như đã qua hàng nghìn năm, và đặc biệt là màu được giữ nguyên vẹn cho hàng trăm năm sau. Cửa hàng đồ đồng Phong Thủy Hà Cường chuyên cung cấp tất cả các mẫu vật phẩm bằng đồng hiện đang được ưa chuộng trên toàn quốc. Điển hình là các mẫu tranh đồng nghệ thuật, các bức tranh đồng nổi tiếng như Anh Hùng Tương Ngộ, Cửu Ngư Quần Tụ, Song Long Trầu Nguyệt, vân vân, có rất nhiều phiên bản khác nhau cho quý khách lựa chọn. Tranh chữ đồng nghệ thuật, các bức tranh chữ đồng như Phúc, Lộc, Nhẫn, Tài, Tâm, Thọ, Phát Đạt, Hạnh Phúc, vân vân, chữ thường và chữ hóa rồng sẽ đem lại nhiều sự lựa chọn cho quý khách hàng. Tranh mừng thọ, những bức tranh ý nghĩa và độc đáo cho quý khách vào Tết năm nay. Đây thực sự là một món quà giá trị để tặng trong các dịp mừng thọ của họ hàng và gia đình. Các mẫu tượng đồng được ưa chuộng như quan công, tượng Phật, tượng 12 con giáp, tượng Tam Đa, vân vân đều được đúc đồng Hà Cường chọn lựa kỹ càng. Hơn thế, chúng tôi có cả dịch vụ làm đặt hàng cho những cơ quan, tổ chức hay gia đình có nhu cầu thiết kế riêng cho mình những mẫu tượng độc, đẹp, ý nghĩa, nâng cao được vị thế của chính họ. Vật phẩm đồ đồng thờ cúng như lư đồng, đỉnh đồng, lọ hoa, bát hương đồng, hạc tiên, vân vân, sản phẩm ngai, cỗ khám, bài vị, mặt chống quả, chống đồng ngọc lũ, vân vân, đồ đồng Phong Thủy Hà Cường đều có tất cả mẫu mới nhất và được ưa chuộng nhất. Bức hoành phi, câu đối được sơn son thiếp vàng và bọc đồng tỉ mỉ đến từng chi tiết. Vật phẩm phong thủy bằng đồng như bát quái, tỳ hưu, thiềm thư, cốc tiên, vân vân đều mang lại những giá trị đặc biệt cho quý khách hàng. Vật phẩm quà tặng ý nghĩa như chống đồng, mặt chống đồng, huân chương, huy hiệu, vân vân sẽ là món quà ý nghĩa để các bên kinh doanh tặng và trao thưởng vào dịp cuối năm. Ngoài ra, đồ đồng gia truyền Hà Cường nhận thiết kế, đặt hàng, thực hiện theo các mẫu riêng, yêu cầu của quý khách hàng muốn có những sản phẩm tạo phẩm riêng biệt cho mình. Những mẫu tượng, tranh, hoành phi, câu đối được thiết kế riêng, những mẫu bồn tắm, cửa đồng, gian thờ bằng đồng, vân vân. Đúc đồng gia truyền Hà Cường đã có kinh nghiệm và có những người thợ bậc thầy trong chế tác, đặt hàng để đảm bảo quý khách hàng
luôn yên tâm khi thi công. Đúc đồng Hà Cường là một trong những cơ sở đúc đồng lớn của Yên, Nam Định. Doanh nghiệp chúng tôi chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm đúc đồng với nhiều mẫu mã đa dạng và phong phú, với mong muốn đem lại những sản phẩm tốt nhất cho người dùng cả về chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật, với đặc thù sản xuất trực tiếp, giao hàng tận tay không qua bất kỳ khâu trung gian nào, nên giá thành sản phẩm của chúng tôi luôn rẻ nhất, cạnh tranh nhất so với những sản phẩm cùng loại. Hãy đến với cửa hàng đồ đồng gia truyền Hà Cường để có thể đem về những sản phẩm đồng giá trị nhất cùng với những dịch vụ hậu mãi tốt nhất. Chúng tôi cam kết bảo hành sản phẩm cho khách hàng tới tận 10 năm, dịch vụ làm bóng, làm mới các đồ đồng đã cũ và các dịch vụ hậu mãi mà các bên khác không có được. Chúng tôi không từ chối bất kỳ một khách hàng nào có nhu cầu về sản phẩm. Hãy gọi điện cho chúng tôi và bạn sẽ được phục vụ chu đáo, tận tình nhất có thể. Đồ đồng Mỹ Nghệ Hà Cường, địa chỉ Quốc lộ 10, Yên Tiến, Ý Yên, Nam Định. Số điện thoại liên hệ 0916 522 555. Đồ đồng Mỹ Nghệ Hà Cường, uy tín, chuyên nghiệp, tận tâm.